thân mình là cứng đờ, mình muốn đồng đầy mà không thể được, đồng đầy được, mình muốn cử động không được. Bà tưởng tượng là nhiều khi là bà nằm trong mộng mà bà bị cái mộc đè đó, bà có bị kêu nó không bà? Y hệt như vậy, bà muốn đồng đầy mà đồng không được, khó chịu vô cùng. Bà gần như bà biết thấy được cái thân thể của mình, nhưng mình không làm sao đồng đầy, nhúc nhích cũng được này. Thì cái khi đó cái chuyện gì mà xảy ra đầu tiên cả, thì bà sẽ tranh chấp, nghĩa là vừa lo lắng, vừa bất lực, vừa sợ hãi, mà vừa tranh tranh chấp, nghĩa là mình gọi là vùng vằng đó, vùng vằng khó chịu vô cùng. Và cái sự khó chịu này càng nhiều bao nhiêu thì bạn lại càng sợ hãi bao nhiêu. Mà càng sợ hãi bao nhiêu thì bạn làm gì bạn? Càng vùng vằng thêm nữa. Mà càng vùng vằng mà vùng vằng không được thì bạn làm gì bạn? Bạn sợ thêm nữa. Bạn tức thêm nữa, giận thêm nữa. Nhất là bạn nằm đó đó, những cái người xung quanh này, hay những cái hình ảnh xung quanh này, nó cứ động đầy hoa, nó cứ ồn lên mà mình biết. Nhiều khi đó trong trong cái internet thì còn đọc một cái bài văn là nói đó, là cái người đang nằm bệnh đó bà biết không bà, mà trong thời gian mà họ sắp đi như vậy thì họ ở vào cái trạng thái đi qua cái trạng thái y hệt như vậy, họ cứng đờ rồi đó, rồi họ bỏ đi. Lúc mà cứng đờ như vậy nè, họ họ nói là cái sự khó chịu nhất của họ đó là cái đau. Cái thân thể nó cứng, cứng đơ, nhưng mà cái đau đó họ nói là cái đau của những người bệnh đó, còn họ đau đau đớn không thể tưởng tượng được. Tức là cái người này đang đau bệnh đó, mà khi địa đài nó tan rã đó, họ đau đến cái độ là họ nói là không thể chịu đựng được, và cái nỗi sợ của họ đó không thể cái gì bằng được, họ không biết làm sao mà bằng được, cũng như họ nói là bây giờ mình muốn gãi mà gãi không được, mà bây giờ hơn như vậy nữa. Cho nên mày bạn biết đó, trong cái lúc đó đó mà bạn làm cho người ta chấn động, làm cho người ta giật mình sợ hãi thêm nữa là nguy hiểm lắm. Thì lúc này đó, là cái lúc mà mình phải hết sức, nghĩa là an tường. Cho nên mày bạn biết đó, là mình có một cái quy luật mà rất là quan trọng trong cuộc sống, mình gọi là entrainment. Các bạn nghe chữ đó không? Entrainment là như vậy. Nếu mà bạn mà vô trong một cái thiền đường đó, tất cả bà con đang ngồi im lặng như vậy, mà bạn ở nhà bạn đang có nhiều cái chuyện mà khó khăn, bạn vô ngồi trong thiền đường, người ta đang ngồi thiền như vậy, tự nhiên cái tâm bạn nó sẽ điều hòa với tất cả mọi người liền. Cái xe mà mình ngoài đang chạy, mình chạy 85 mai một giờ, nhưng mình đi tới một cái đường đó, mà cái phía xa lộ là toàn xe chạy 75 mai, tự nhiên mình sẽ đi chạy 75 mai luôn, mình chạy thêm cũng được nữa. Rồi người ta nói như vậy nè, hai người vợ về chồng đó, hai người vợ chồng người ta đo hai cái tim đó ở hai phòng khác nhau, hai tim đập khác nhau, người ta đo nghe bạn, có cái đồ máy đó đó. Xong rồi đó, khi hai người vợ chồng vô ngồi trong cùng một phòng với nhau đó, ngồi nói chuyện với nhau đó, thì trong khoảng 7 tới 8 phút thôi đó, hai cái nhịp tim nó bằng nhau, cùng lại với nhau, hay ghê. Mà cái này người ta đo được các bạn, người ta gọi là entrainment. Bây giờ trong vòng trong một cái nhóm người 4-5 người mà ngồi nói chuyện với nhau đó, thì thường thường cái người đó mà cái tim mà mạnh nhất đó, thường thường nó họ và những cái người mà tim mà yếu hơn đó, thường thường một chập rồi đó, cái tim nó bình hòa lại. Trong một cái nhóm người đó mà nói chuyện ồn ào quá, mà có 1-2 người mà thường thường im lặng đó, cái người im lặng đó họ cũng cái tâm họ cũng bắt đầu đồng chút xíu, chứ phải không? Tức là mình có khuynh hướng làm sao mà nó điều hòa lại, không phải là nhịp tim mà thôi, tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình. Mà do đó là cái entrainment á, mình gọi là điều hòa cái nhịp sống của mình về người khác, về môi trường, nó rất là quan trọng. Bạn hiểu được thầy nói rồi gì? Rồi bây giờ cái người mà đang nằm ở đó đó, nằm ở giường đó đó, nếu mình có 10 người tới hồ niệm, mà 10 người tới hồ niệm này, một người thì hồ niệm, vừa hồ niệm mà nổi chưa? Trong là 5 giờ tôi còn đi chữa bệnh người ta là lẹ lên chút xíu. Người kia nói, ôi nha, bây giờ 4 giờ rưỡi rồi, sao chưa thấy là con điện thoại tới, mình 4:45 đi đón con. Trong 10 người hồ niệm, mỗi người lo ra, nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Thì cái nhịp sống đó, ảnh hưởng người chết mà. Ảnh hưởng về cái vật chất trực tiếp, ảnh hưởng cái địa đài người ta. Dễ sợ lắm.
mà cái đó chưa sợ bằng như vậy bọn này. Nếu mà trong những cái người hồ niệm, mình đi hồ niệm đó, mà cái lời nói của mình đó, và cái âm thanh của mình đó, nó quá đồng đi, thì cái người mà đang nằm đó đó, họ cũng sẽ bị entrainment, họ cũng bị đồng theo. Cho nên cái người Tàu đó, bảo cái phương pháp mà hồ niệm của người Tàu đó và người Tây Tạng khác nhau ghê gớm. Cái người Tây Tạng đó, thì ông Padmasambhava đó, ông này là cái người mà viết ra cái cuốn Tibetan Book of the Death đó, của Bạc Đô Tô Đôn đó. Ông này ông nói là cái phương pháp mà họ hồ niệm đó, là họ không bao giờ ồn ào cả. Họ tới họ nói lên lỗ tai người đó, mà dạy người đó đi qua từng giai đoạn một. Rất là personal, rất là hay. Cái người Tàu đó thì nó có nhiều cái tông phái. Nếu mà tông phái thiền đó, mà họ đi hồ niệm đó, thường thường họ là không ồn ào đó. Ông thiền sư, ông vào, ông cũng nói nhỏ với cái người đệ tử. Ông nói, ông chỉ dẫn cho cái đường đi. Rồi ông ngồi, ông im lặng, ông thiền. Và đệ tử ông cũng ngồi nhau ngồi thiền để mà chờ cái người mà người chết được đi qua một cách bình an. Cái tông phái Tịnh Độ đó, thì họ tới họ tùng, họ niệm. Thì thông thường đó, nếu bạn muốn có hiệu quả nhất đó, chỗ cái trợ niệm đấy, hồ niệm đấy, mà thầy nghĩ rằng là trong tất cả các bạn ngồi đấy thì cái số người hồ niệm chắc không ít, nhiều lắm phải không bạn, đúng không? Bao nhiêu người đấy thường thường đi hồ niệm sẽ giơ tay? Thường thường đi hồ niệm mà đã từng đi hồ niệm rồi nhiều, hay, rất giỏi. Thì người ta nói rằng đó, là nhiều bạn mà hồ niệm cho người đó đó, thì bạn cần có hai cái điều kiện mà quan trọng nhất là cái thân và cái tâm. Hồ niệm đó, cái tâm là việc nhẹ. Thường thường bạn khi mà trước khi bạn đi hồ niệm, ta bảo đứng im lặng cho tâm là hạ xuống, rồi bạn bắt đầu niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật đó, cái tâm đó, thì bạn phải hình dung ra Đức Phật, để cho cái người mà chết đó, cái người mà sắp chết đó, và người chết đó, họ mà biết được bạn, nhớ được bạn, thì họ mà thấy được cái hình ảnh mà Đức Phật mà bạn project, bạn hiện ra, bạn hiện trong tâm của bạn. Cái tâm bạn hiện Đức Phật đó, thì nó mới làm cho cái người nằm đó đó thấy được Đức Phật. Cho nên là muốn như vậy, thường thường đó, bạn phải quán tưởng hình Đức Phật, và đồng thời bạn niệm như thế nào đó, đó mà cái người chết đó, họ có thể chấp nhận được dễ dàng. Nếu người chết đó mà nghe cái dòng niệm của bạn đó, là cái dòng gọi là automatic, bạn niệm để mà tùng thôi, tùng để mà tùng, mà tùng hiểu gì cả, tùng để mà tùng thôi đó, hoặc là tùng để mà cho mau để mà đi đón con đó, hay tùng để cho mau để mà đi chữa bệnh đó, thì dù như vậy, hay tùng để cho mau để mà đi ra làm việc qua hàng đó, thì dù, thì cái chuyện xảy ra là không cảm ứng được, mà nhiều khi nó trở thành là một cái chuyện xổn sang cho cái địa đài của người ta. Thế nên thầy chỉ khuyên bạn một điều thôi, là bạn nên cẩn thận vô cùng khi mà bạn bắt đầu đi hồ niệm. Đó là về cái phần mà mình gọi là cái tình độ tông đó. Cẩn thận để mà làm sao mà cái sự hồ niệm của bác đó, mà thật sự nó đi vô với cái tâm người, cái người mà đang nằm đó. Nên cái phần mà đất mà tan rã này, phần này thế nào mình cũng sẽ đi qua. Không có người nào trong phòng này mà không đi qua cả. Nếu mà có cái thân thì nó sẽ tan rã. Bây giờ cái nước mà nó khô cạn thì cái chuyện gì xảy ra? Cái địa đài nó khô cạn, chứ không phải là cái nước nó khô cạn, mà gọi là nó đình trệ lại, nó không còn lưu thông nữa. Thì nó dung nhập vào lửa, hoặc là nó dung nhập vào đất, chứ không phải là một lửa thôi. Hoặc là dung nhập vào trong hỏa, trong phong, trong không, không biết cái nào, tùy theo. Thì mình sẽ cảm nhận là cái máu nó đình trệ. Thì lúc này lúc bạn bắt đầu thấy như vậy mà, bạn thấy là cái máu của mình đó, nó chảy đó. Tự nhiên mình bắt đầu, lúc đầu mình không có nghe được cái máu chạy nó, bây giờ mình nghe thấy cái máu nó chạy ở trong. Sau khi mà cái đất nó tan rã ra, mình nghe cái mạch máu nó chạy, mình nghe thấy cái tim nó bóp, mà mình thấy nó bực mình ghê, là biết là càng nghe càng bóp nó càng sao bằng chậm lần, yếu lần. Mà yếu lần đáng lẽ là mình nghe nó nhỏ, nhưng mà yếu lần mình lại nghe lớn hơn. Mình nghe đập bình như đập trống vậy đó. Nó đi ngược lại về cái chuyện mình thường nghĩ. Mình càng nghĩ thì cái đập nó càng mạnh á, nó càng nhỏ. Tại ra là khi mà cái cảm nhận của mình về cái thủy đài đó, thì nó càng lúc nó càng sâu sắc. Thì cái tiếng đập nó nhẹ thiệt, nhưng mà mình nghe nó bự. Và mình cảm thấy đó là nó khó chịu vô cùng trong người mình. Là giống như thứ là cái nước đó mà nó ngưng lại đó, nó cũng giống như thứ là bạn biết là
Giống như mình đang đi đó, mà mình người nào giữ mình lại, cảm giữ mình lại, mình chạy không được nữa. Mình thấy nó khó chịu quá cùng. Mình bạn có bây giờ có cảm nhận đó, mình đang chạy, còn người nào cầm nó kéo lại, kéo mình lại, không cho mình chạy. Thì mình muốn chạy vô cùng, y hệt như vậy. Thì lúc đó đó, những cái hình ảnh mà của những người mình thương, mình ghét, mình buồn, mình vui đó, từ từ bắt đầu nổi ra những cái hình mà quan trọng nhất là cái hình mình muốn, những cái đồ ăn này, đồ uống này, cái nhà cửa mình ở này, rồi cái buồng tắm này, rồi cái buồng bị xin này, rồi những cái đồ này bắt đầu nổi lên rõ ràng vô cùng, to vô cùng. Mình nó làm cho mình cứ muốn tới cái đó, mình muốn chạy cái đó, nhưng mà chạy tới được không mà khóc, giống kinh trong nước nó bị ngưng lại rồi. Thế nên nó giống như có những cái thứ mà nó hiện nó trước mặt mình để mình chạy tới đó, nhưng mà sao bạn, mình chạy tới không được, nó ngưng lại rồi. Thế nên mình khó chịu, mà mình vừa khó chịu vừa giận dữ vừa đau buồn. Bây giờ đó, cái mà làm cho mình chạy tới máu nhất đó, mạnh nhất đó, là khi những cái món đồ đó nó mất đi đó, là những cái người mình thương mình gạt bắt đầu hiện ra. Thì ngay trong giai đoạn này đó, những người mình thương mình gạt, thường thường những người mình có quan hệ xác thịt với nhau, mình cứ muốn tới người đó, nhưng mà giống như thực là mình tới, mình càng vội tới thì người đó nó càng xa bên kia, tới không được nữa. Cái máu này, nó, cái thủy của mình nó không chạy tới nè, ngưng lại. Và làm cho mình nó bắt đầu xộn sang, khó chịu, xộn sang, khó chịu, tranh chấp, một cái sự hỗn loạn mà nổi lên. Khi đó đó, mình còn cái bản ngã không bạn? Còn, cái ngã vẫn còn, mà cái ngã nó đang tranh chấp một cách mà nặng nề. Rồi bây giờ thủy đã biến mất rồi, chỉ còn ba anh thôi. Tiếp tục. Vì cái hỏa mà nó mất thì sao? Cái lửa tắt dần dần để nó dung nhập vào gió, hoặc là dung nhập vào những cái đài khác đó. Cái sức nóng nó nguội lần, nguội lần. Cái sức nóng là con người mình đó, mình cảm thấy lạnh. Cái lạnh là cảm thấy, mà cái lạnh là làm thốn con người mình, làm con người mình nó khó chịu vô cùng. Con người mình như rút lại, rút con người mình lại. Thì cái cảm giác đó đó làm cho mình bây giờ từ từ mình cảm thấy sao mà nó xa vắng với những người khác. Mình nước nóng chảy rồi, bây giờ mình lại cảm thấy xa vắng với những người xung quanh này. Mình thấy giống như mình mất đi cái liên hệ với cái thân xác của mình. Lúc này thầy xin hỏi các bạn, và đổ các bạn đó, lúc này mình có cảm nhận được cái thân của mình hay không? Có còn cảm nhận cái thân mình không? Cái ngón chân mình cảm nhận ngón chân mình không? Còn không? Không. Cái địa đài nó tắt rồi, mình không cảm nhận cái ngón chân mình nữa. Ngón tay mình cảm nhận không được nữa. Khôi nại cái nước máu chảy, bây giờ cái máu không có. Mình chỉ cảm nhận là cái cục gì đấy mình đang ở đây này, bây giờ lạnh lần. Cái cục là cái thân của mình đó. Lạnh lần. Mình không cảm nhận được cái ngón tay, ngón chân, cái mặt, cái mũi, không cảm nhận được này. Nhưng mà có một cái thực thể, cái chủ thể là mình cảm thấy là rõ ràng là có cái gì là lần đi. Thì bây giờ đó, cái ý nghĩa về cái bản ngã của mình đó, nổi lên. Những cái chuyện mà kinh nghiệm về quá khứ là bây giờ bắt đầu hiện ra, giống như câu chuyện, cái movie đó là bây giờ nó hiện ra. Thường thường người ta nói là người ta thấy cái quay lại cuộc đời của mình trong cái movie đó, là cái giai đoạn này đây bạn này. Là cái movie, là cái phim cine của đời mình là bắt đầu nó quay ra. Từ đầu đến cuối, những cái đoạn nào đó mà mình mà hay nhất đó, mình đóng hay đó, nó hiện lên mạnh lắm. Những cái đoạn nào mình đóng dở đó thì sao vậy? Nó hiện không? Cũng hiện. Nó cũng hiện. Hay cũng hiện, mình dở cũng hiện. Nhưng có những đoạn phim mà mình đóng mà bí mật đó kìa, mình đóng mình không ai biết đó. Nó hiện ra nữa chứ, cũng dễ sợ lắm, đúng chưa? Tại sao nữa? Mà nó đặc biệt cho đây bọn này là khi mà nó hiện ra như vậy đó, nó sẽ làm chuyện gì? Thầy đố các bạn, khi mà những cái hình ảnh này hiện ra thì bác sẽ cảm nhận như thế nào? Thì bác cảm nhận như thế nào? Vì bác ngồi bác tưởng tượng, nếu bác thấy những hình ảnh chuyện của mình thì bác cảm nhận như thế nào? Hả? Buồn. Vui thế mồ chứ buồn gì? Mình thấy mình động sinh hay rồi mà. Hả? Luyến tiếc. Rồi cái luyến tiếc có cái gì nữa? Thì bác thấy mình làm chuyện đó thì bác thấy gì bác? Hạnh diện vô cùng. Hạnh diện vô cùng.
mình hạnh diện, mình thấy mình ngon quá, mình thấy mình độc đáo quá, number one độc đáo quá. Nhưng mà bây giờ sao bạn, có được không? Mình thấy giống như thử là có người nào, người Mỹ gọi là pull the rug, có người nào kéo đi mất đi rồi, mình thấy ủa, mình mất hết trơn rồi. Cái cảm giác là mình mất hết, không còn gì cả, mất. Như ngọn lửa mà tắt, mình cảm giác ngồi ngồi lạnh, lạnh quá. Mà mình muốn những cái mà nó nhiệt, não não nhiệt lên. Các bạn thấy lý do mà tại sao đó, khi mà cái chuyện gì đó mà cái bạn ngại mình loài mặt ra thì mình thích làm vô cùng, mình nhiệt tâm ghê gớm lắm. Nhưng cái chuyện gì mà người ta sai mình làm đó, mà mình thấy nó không có quán vinh gì cả, mình nhiều khi mình chẳng làm gì cả, mình tan nó tàn tàn thôi đó. Thí dụ như cái chuyện gì mình làm đó, mà người ta cho mình huy hiệu là đây là tổng bộ trưởng hay là phó chủ tịch gì đó đó, thì mình làm mạnh lắm. Nhưng mà nếu mà không cho chức vụ gì cả là mình ngồi liền, không còn nóng đấy, không nóng. Mà tại đó, đó là cái địa đài của mình. Cho nên mình tại đó mình sống, mình cũng bị kẹt trong, xin lỗi, cái họa đài của mình chứ, cái họa, cái lòng, cái nửa của mình. Và bây giờ đó là những cái chuyện mà đấu tranh của con người của mình, của cái bản ngã của mình đó, là nó giằng co, nó giằng co vô cùng. Là bởi vì đó, một mặt đó, thì mình muốn được như vậy, một mặt mình không còn thể được nữa, mình đang nằm và mình thấy nó lành lần, và mình thấy những hình ảnh nó nóng hổi như vậy, mình thấy bất lực, mình thấy khó chịu, mình thấy luyến tiếc, mình lại thấy kiêu hãnh, mình lại thấy mình muốn làm thêm nữa. Và cái bản ngã nó tranh chấp không ngừng hai cái đối tượng trạng thái đó, tranh chấp mà không ngừng tranh chấp, nó làm cho mình gì giống như bị xấu xẻ ra, bị xẻ ra từng mảnh, bị xẻ ra từng mảnh. Cho nên khi mà mình mà cái lửa nó tắt rồi, con người mình càng ngày càng lành lại đó, cái cảm giác bị xẻ ra, rứt ra, khó chịu vô cùng. Bạn ngồi bạn coi này, bây giờ câu hỏi bạn đặt ra, bây giờ làm sao lúc sống đó mà mình có thể chuẩn bị đừng có bị cái chuyện này xảy ra. Cái đó là mục đích của cái bài học này. Tại mình không muốn quá cái trường hợp như vậy bạn. Đúng không bạn? Đúng rồi, thế nên bây giờ mình phải có cái chìa khóa để mình làm sao mà qua mình cái vụ này mà được. Chứ còn không tới đó rồi nên bị xấu xẻ, buồn lắm.